cuộc sống vật trôi nhanh, vội vã từ giấc mơ, thời gian thấm thoa chẳng còn thay nhau. Đã gắn bó từ bé, cùng lớn cùng bước đi chung, thế nhưng hiện tại là nỗi xa cách nhìn chung. Vẫn rất muốn hỏi anh, muốn được nghe, vì sao cuối cùng anh vẫn lựa chọn bước đi. Những ký ức kéo dài là mỗi lần nhớ anh, người anh em luôn cầu nguyện anh bình an. Phương xa, những ngày qua, ngoài kia giông bão, anh có ổn không? Và rồi khi buồn đau cùng ai sớm chia, mệt mỏi cô đơn thì thế nào? Buông tay nhé, trở về thôi, về quê hương có cha có mẹ mong, bạn bè bao năm cùng nhau lớn lên, cần gì hơn đây? Lúc buồn vui có người san sẻ. Mẹ anh khóc rất nhiều mỗi lần nhắc tới anh, cha anh thầm lặng giấu nỗi thương nhớ vào tim. Thương anh nhiều lắm, phiêu bạc đất người khó khăn, một thân đơn côi lấy đâu ra niềm vui. Nơi mai âm cô những người thân dấu yêu, chờ mong heo hắt đêm từng ngày vắng anh. Nếu thấy mệt quá hãy tìm về nơi đã sinh ra, ngồi bên mâm cơm gia đình mình bao tình thương. Phương xa, những ngày qua, ngoài kia giông bão, anh có ổn không? Và rồi khi buồn đau cùng ai sớm chia, mệt mỏi cô đơn thì thế nào? Buông tay nhé, trở về thôi, về quê hương có cha có mẹ mong, bạn bè bao năm cùng nhau lớn lên, cần gì hơn đây?